đến với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, mà còn là nơi sinh sống của cộng đồng các dân tộc Mường, Thái, Giao, Thổ, Khơ Mú. Nếu đến với miền núi phía Tây Thanh Hóa vào những ngày đầu xuân, chúng ta sẽ được tham dự những lễ hội độc đáo và lạc vào vườn hoa đầy màu sắc của những bộ trang phục truyền thống đặc trưng cho cộng đồng các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với màn trình diễn sắc phục dân tộc mang tên Sắc Xuân Vùng Cao do các người mẫu trẻ đến từ câu lạc bộ văn hóa dân gian trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Ngọc Lặc biểu diễn. Người Mường thường mặc áo ngắn, thân ngắn hơn áo cánh của người Kinh, ống tay dài. Váy của người Mường là váy đen dài, cặp váy được trang trí bằng những hoa nổi bật biểu tượng. Khăn piêu cùng một
vài bộ trang sức bằng bạc càng làm tôn lên vẻ đẹp xinh xắn của bộ trang phục. Mỗi bộ trang phục đều mang những nét đẹp và ý nghĩa khác nhau, ghi dấu truyền thống văn hóa và phong tục của dân tộc đó. Nó là hơi thở, là linh hồn của một dân tộc. Các dân tộc mang nhiều bản sắc độc đáo riêng, đã tạo nên một Việt Nam xinh đẹp, đa dạng sắc màu văn hóa và truyền thống dân tộc. Trang phục truyền thống đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng của Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới. Thank you.
Thank you.